Ừ, học lớp 3 ăn giỏi quá bay ơi. Ăn nguyên vậy tôi luôn ha. Tôi là người bạn. Ừ, tôi đặc biệt. Không biết bé tí biết ăn cải không thấy không? Giỏi lắm, bé tí ăn cải giỏi lắm rồi lắm. Ừ. Mới nào lớp 1 lên lớp 2 lên lớp 3. Ăn còn giỏi hơn bé bé thỏ nữa đó. Dạ. Bé tí giỏi lắm. Bé tí mà ngủ trưa cái nữa bé tí mặt lên. Bé Tiến con ăn thấy làm sao con? Thấy được không con? Được. À, mà ok không? Có ngon không con? Wow, quá mừng. Dạ, ngon nữa trên bé Tiến. Nghĩ sao ông đòi cho đôi đũa? Đôi đũa này ai lấy cho con vậy? Hay là con tự lấy? Con không có. Người nào lấy đôi đũa cho nó hả? Đang làm mà lấy. Đang sao cái đôi đũa gì kỳ lạ dữ trời? Lấy không có gì không? Cái đôi đũa mà trên thế giới mới từng thấy à nha. Bà lấy. Chắc ông nội á chứ ai. Tại đũa gì mà kỳ lạ quá bê ơi. Thiệt là xấu hổ quá mà. Con nghĩ là con sẽ ăn hết không con? Ờ hết luôn nha, giỏi quá. Sao con không cầm cái dĩa lên con? Sao con không rửa miệng? Con rửa miệng đi.